Rồi, hello anh em. Thì cuối cùng là cũng dọn xong showroom, mà không phải là dọn sạch chỗ này để đi qua chỗ mới nha anh em. Thì chỗ mới cũng gần đây. Mấy buổi giờ mình rất là tất bật công việc. Thì bây giờ đã xong rồi, thì anh em có xe nào muốn giao lưu trao đổi thì cứ inbox cho mình để quay đây cho anh em biết là bận như thế nào nè. Anh em điển hình nè, đây anh em nhìn cái đôi dép của tôi mang nè, nó không còn đôi dép luôn, không có thời gian đi thay luôn anh em đó, không có thời gian đi thay luôn, dép hư rồi. Thôi thì bây giờ sẽ dắt anh em qua showroom mới, và mình cũng thay một cái áo mới, đôi giày mới để dắt anh em qua tham quan anh em ha. Rồi ok, thì chỗ này thì bây giờ mình sẽ chỉ sử dụng nó để đậu ô tô thôi anh em, tại vì ô tô mình để ngồi nắng ngoài mưa là không có được. Đây, ô tô thì đó giờ anh em biết, thì cứ để nó ngồi nắng ngoài mưa vậy đó, nhìn nó rất là mất mỹ quan đó, nhìn nó rất là tội chiếc xe. Bây giờ ở đây mình đậu xe vô đây luôn, đậu thẳng vào đây luôn, rồi bên kia mình chân xe. Ok anh em đi theo mình nha. Anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Đây mình mới mặc cái áo của showroom mình, và cho anh em địa chỉ mới, đó là 106 Trần Văn Kiểu nha, mặt tiền đường luôn nha anh em. Anh em thấy cái bảng hiệu treo có đẹp không? Mấy chục triệu của tôi đó anh em. Đó, một cái bảng hiệu không là mấy chục dít đó anh em. Bằng một chiếc khoảng 30 triệu là bằng một chiếc gì ta? Bằng một chiếc xe GSX cũ. Rồi vô đây, vô đây, vô đây. Đi từ từ vô. Anh em, đây là mẫu áo bên mình luôn đó, rất là đẹp. Anh em mua xe là sẽ được một cái áo, và khi mà anh em không mua thì anh em đặt cũng được nha. Rồi thì tiếp cái đầu tiên là anh em lưu ý là họ hay hỏi mình là ở khu vực rửa xe ha anh em. Thì đây mà khi mà xe khách rửa thì mình rửa ở đây nè, ngay chỗ chiếc bếp mình đó, đồ nghề mình sẽ để đây. Còn khi mà khách gửi xe lại thì sẽ rửa chỗ khác. Cái này là rửa nhanh cho anh em đi về. Rồi bây giờ đi vô trong ha. Thiếu cái đèn ha, thiếu cái đèn chiếu vô hang xe rồi đây. Anh em nào mà có khoảng 1 tỷ mà không biết làm gì á, mua hang xe này về chân là đúng 1 tỷ luôn nha anh em. Đi đi vô, quay vô này. Thì mình mới set up xong mà mới chuẩn bị chân thôi cho các thứ đó anh em. Đó, mới chưng xe được mấy chiếc thôi. Thì bên mình vẫn thu mua xe đều đều nha anh em. Anh em có xe bán cứ bán cho mình để mình mua được nhiều xe. Rồi lâu rồi cho anh em nghe tiếng hai thì cái. Lời em nói không bằng làn khói tào lao. Rồi ok anh em, thì bên mình á thì không có khai trương hay là cái gì hết, không có muốn làm hoành tráng anh em, chủ yếu là muốn cho anh em một cái chỗ chơi cho nó thoải mái, nó rộng rãi, và quan trọng nhất đó là cái chất lượng của chiếc xe, chứ không phải là quan trọng là cái shop đó như thế nào. Mặc dù mình bán ở đâu cũng vậy, thì nó quan trọng vẫn là cái chất lượng xe, chứ không phải là quan trọng ở cái shop đó to hay là cái shop đó đẹp cái gì. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe chất lượng và cái hậu mãi bán ra sau này cho anh em. Rồi quay vô đi. Thì hiện tại shop mình chỉ còn mấy em xe thôi, đang chuẩn bị thu mua nhiều em xe nữa. Thì ở đây thì có Z800. Bây giờ mình quay chiều nó hơi tối anh em thông cảm. Z800 216, Z800 đỏ candy. Con này là 13X nè anh em. Con này mà anh em ký ủy quyền là mình bán cho anh em 14 mấy thôi, còn bao rút hồ sơ này nọ thì mình bán 149 nha anh em. Rồi đây có em CBR lướt luôn nè, 2021 chỉ có 50 mấy triệu thôi anh em. Đó, rồi bây giờ báo giá xe từ từ đi. Thì đây, đây mẫu áo là mình treo sẵn cho anh em đó. Rồi trên đây là cái kệ để về bữa nhập nón về bán cho anh em chơi đó. Mà cái này là tự mình thiết kế nè anh em, thiết kế cái này ra là để cái này á, thì mình đã cho làm lúc khoảng tháng 6 rồi, cho nên bây giờ mới hoàn thiện xong vậy chứ không thôi là xấu lắm. Cái chỗ này là mình ngồi đây nè anh em, anh em mình qua là anh em mình có thể ngồi đây, tại đây nè, rất là đẹp, rất là tiện đúng không anh em đó. Ngồi đây nằm luôn đó, ngồi coi tivi đó. Còn cái này mình để cho vui thôi, chắc vậy bữa mà nếu mà xe nhiều quá mình cũng dẹp luôn, mình cũng dẹp cái bộ bàn ghế này đó. Đó anh em qua đây anh em có thể ngồi đây, ngồi nhanh gọn lẹ đó, ngồi ngắm xe nè đó, ngồi đúng không nè, ngồi ngắm xe đó. Ok là hợp lý không, sạch sẽ nữa đó. Rồi quay cho anh em coi cái này cho anh em biết mà. Cái này á là quay gọn này cho anh em coi, cái này là hồi đó bạn thân của mình tặng cho mình lúc mà mình mới khởi nghiệp á anh em, cho nên bây giờ mình vẫn giữ luôn, đi bất kỳ đâu hay mở cái gì mình vẫn giữ lại, nó là một cái kỷ niệm của bạn thân mình tặng cho mình khi mà khởi nghiệp đó. Những người bạn, có những người bạn người ta chỉ mong mình càng ngày càng phát triển hơn, còn có những người bạn chỉ mong ngày mình càng đè xuống người ta hả hê, có những người thấy người ta thất bại sẽ hả hê, còn có những người bạn đáng trân quý người ta lúc nào cũng mong mình phát triển hơn đó. Và khi mình ra như thế này thì những cái không thể thiếu đó, ví dụ như là phòng cháy chữa cháy nè anh em đó, phòng cháy chữa cháy. Và anh em mà khách á, gửi xe lại á, những anh em mà hay qua mình dọn full xe hoặc là mua xe ở nơi nào đó muốn qua bên mình bảo trì bảo dưỡng thì bên mình có phía sau lưng dách này là khu vực bảo trì bảo dưỡng phía sau, nhưng mà bây giờ mình chưa set up xong đó. Sau lưng này là khu vực khách xe gửi lại để với bảo trì bảo dưỡng, sau lưng vách này và sau lưng cái vách này đó, mà mình chưa cái set up xong nha anh em, cho nên bừa bộn lắm, chưa có quay được cho anh em. Xong mà anh em mà bảo dưỡng xe thì sẽ biết, sẽ quay không có kịp đó. Đây bức tranh xe R1 đây, bình chữa cháy. Cái máy này là cái máy lọc không khí anh em. Tại vì khi mà mình làm cái này nó kín á, cái nhà mình hiện tại đang rất là kín, tại vì nó có cửa kính nữa, thì nếu như không có máy lọc này á, thì nó sẽ rất là ngợp. Hầu như nhà này mình thiết kế rất là kín luôn anh em, rất là kín cực kỳ. Đây là vẫn có nhớt mà lưu ý anh em nha, mình không có bán nhớt, mình chỉ bảo trì xe, mình sử dụng nhớt. Cái gì mà mình thấy tốt cho cái xe của mình thì mình làm với anh em, thì có nhiều anh em đi anh em cũng thấy ngon rồi đó. Xe anh em có để ý xe của mình bán cho mấy anh em 2-3 năm mà nó chưa, máy móc nó chưa có bị vấn đề gì không, là một phần cũng là do nhớt. Thì á, mình không bia nhớt cho nên đừng có quay cận cái nhớt. Những cái nhớt nào mình nhập về á, mình nhờ mấy anh em bên xuất nhập khẩu nhớt á, nhập về tốt thì mình mới xài, và khi anh em qua đây mình tư vấn cũng xài cho anh em xài luôn. Mà mình thấy anh em có để ý là những anh em đi xe bên mình không, xe đi 2-3 năm 4-5 năm mà sử dụng nhớt bên mình xe nó vẫn êm và mượt và tốt luôn thôi đúng không anh em? Anh em cái đó là anh em hãy comment ha, tại vì mình không bán nhớt nên mình không PR, mình cũng không phải làm về nhớt nên mình không có cần PR nhớt. Mình thấy cái nào xài tốt cho xe thì mình xài, mà những dòng nhớt bên mình là nhập khẩu từ Úc nè, nhập khẩu từ Đức, cho nên cũng ít đụng hàng với ai lắm đó. Rồi đây là vẫn đồ nghề sửa chữa xe, rồi đồ nghề rửa xe đó, quan trọng là vẫn là chăm sóc xe. Ở đây mình rất là thông minh. Đây cái dây sẽ lòn ở đây nó rất là gọn anh em, khi rửa xe ngoài đây thì nó sẽ không có thấy cái dây, rất là gọn, cực kỳ gọn đây đó. Chỗ này lòn cái dây ra rồi rửa rất là tiện, rất là gọn luôn à. Rồi không rửa nữa thì cất vô đây đó. Rồi bơm bánh xe này cũng vậy, bơm bánh xe này lòn ở đây bơm rất là tiện. Cái này là có ý đồ nha anh em, cái này là có ý đồ, cái này là treo cái khăn lên để mình lau xe rồi này nọ. Còn cái bàn này là để mình để dung dịch lên, rồi mình chọn cái gì mình xịt mình rửa dung dịch đó. Đó, cái này là xe nhanh gọn lẹ cho anh em. Và anh em lưu ý ở đây á, cái chập sáng nó rất là mát, nhưng mà nó chỉ hơi nắng cái khúc cái chập lúc 2 giờ trưa là nó hơi nắng nó chiếu bên kia qua. Nhưng mà cũng may là bên kia nó có một cái cây bàn bự cho nên nó ít nắng lại. Nếu mà chỗ này mà trống luôn á là nhà mình rất là nắng, nhưng mà cũng hơn là nhà mình có hai cây tuyệt vời. Cái mình thấy ok nhất là đó cũng là cái bảng hiệu anh em, đẹp. YouTuber Minh Biker, TikTok Minh Biker, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, rất là dễ tìm. Bây giờ mà anh em nói mà anh em không tìm được nhà nữa là tôi bó tay luôn á. Ra đây là để cho anh em tìm được nhà. Còn ở bên kia á, mình sẽ để nó để mình đậu ô tô. cho nó tiện, không có để ô tô ngoài mưa ngoài nắng nữa. Mà ở đây là chắc chắn là không đậu ô tô được, vẫn đậu được nhưng mà sợ người ta quẹt vô xe mình đó, nên mình không đậu bên đó. Thì từ đây qua đó khoảng 700m thôi, không có xa lắm. Rồi, ok anh em. Rồi xong. Còn chiều chiều anh em muốn cà phê mà ngại vô rồi mấy anh em mình ngồi ở đây uống cũng được anh em, đúng không? Được, rất là tiện lợi. Ngồi đây anh em uống cà phê đàm đạo rồi, nói chung là anh em mà có lòng anh em rủ mình uống cà phê là mình uống hết, anh em bao cà phê là mình uống hết đó. Qua đây cà phê rồi đàm đạo về xe mọi thứ. Mình thấy ở đây là cũng khá là hợp lý, và đặc biệt ở đây là không có gần nhà dân anh em, mà bây giờ anh em vô nhà nẹt vô thoải mái đâu có sợ ở đâu. Thiết kế cửa kính này rồi đóng lại là nói không có nghe gì hết, đóng lại là ở ngoài không nghe gì hết, thì ở trong mình cứ nạt bô thoải mái. Nhưng mà bây giờ có ở ngoài đây mà có lỡ nạt bô thì không sao. Phía bên đây là một cái trường gì đó đang xây, rồi đối diện là công ty bi tích, rồi sát bên là không phải hàng xóm nữa mà sát bên là nhà trọ người ta đi miết à. Căn này hầu như là không có người, còn bên kia là quán cà phê luôn. Sát bên quán cà phê rất là tiện lợi và không có làm ảnh hưởng tới người khác đó. Nguyên dãy dài đều là công ty hết. Rồi ok anh em, thì cái clip tới đây luôn ha. Còn mấy tấm hình này là photo ra làm đó, đơn giản thôi đó. Thì anh em cũng biết tính mình là cũng đơn giản, không có cầu kỳ, cũng không khai trương, cũng không mời ai. Chủ yếu là anh em mình tới giao lưu, rồi anh em nào thích thì ghé thăm cái chỗ mới của mình, rồi anh em giao lưu vui vẻ, cà phê cà pháo rồi đó. Đó, cà phê sát bên nó kêu qua ngồi uống. Rồi ok anh em, thì bây giờ anh em bắt đầu từ ngày ra clip thì anh em cứ qua trực tiếp tại địa chỉ này ha, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã trong thời gian biết bao nhiêu năm nay đã theo dõi kênh của mình. Chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe, thuận lợi trong công việc làm ăn, để anh em sẽ mau sớm tới gặp tôi để tậu một cái em mô tô để về trải nghiệm với lại đam mê. Rồi thì sắp tới mình sẽ thu tất cả xe nhỏ luôn anh em, xe nhỏ xe lớn, nói chung là mình thu đủ loại xe luôn cho bán cho nó có nhiều đối với anh em, cho anh em dễ chọn lựa đó. Rồi ok anh em, tạm biệt anh em nha.